chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình truyền hình huyện Quế Sơn phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Trong chương trình có những nội dung chính sau. Quế Sơn thành lập hai cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng viên cán bộ chiến sĩ những người làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch. Lãnh đạo huyện Quế Sơn kiểm tra giám sát thực tế việc thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú phóng sự tuổi trại Quế Sơn chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn đã thành lập hai cơ sở cách ly tập trung nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19. Huyện đã chọn trạm y tế xã Quế Cường cũ và thao trường huấn luyện của ban chỉ huy quân sự huyện tại xã Quế Mỹ là nơi tiếp nhận cách ly y tế đối với công dân về từ vùng dịch. Tính đến sáng ngày 9 tháng 4, huyện Quế Sơn đã tiếp nhận cách ly 46 công dân về từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Những người này được theo dõi đo thân nhiệt thường xuyên và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm theo quy định. Hiện tại sức khỏe đều bình thường. Tại các cơ sở cách ly, huyện Quế Sơn tập trung thực hiện tốt việc đón tiếp chăm sóc và đảm bảo các điều kiện thiết yếu về ăn ở sinh hoạt và phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các trường hợp phải cách ly y tế. Cùng với thành lập các cơ sở cách ly tập trung, huyện Quế Sơn đã thành lập 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Cụ thể chốt 1 được thành lập tại khu vực ngã ba Hương An cũ, trên tuyến đường DT611 thuộc thị trấn Hương An. Chốt 2 tại khu vực trước đập thủy lợi Hồ Giang, trên tuyến đường DT611 thuộc xã Quế Long. Chốt 3 trên tuyến đường DT611B, đoạn gần giáp huyện Hiệp Đức thuộc xã Quế An, Nhiệm vụ của các chốt là kiểm soát y tế với người vào địa bàn huyện trên các phương tiện giao thông vận tải, kịp thời phát hiện theo dõi quản lý và tiến hành các biện pháp phòng chống không để dịch COVID-19 lây lan trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 4, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Quế Sơn Lê Tấn Trung cùng lãnh đạo mặt trận các đoàn thể của huyện đã đến thăm động viên cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn huyện thăm các cơ sở cách ly tập trung và các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, Bí thư huyện ủy Lê Tấn Trung biểu dương cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đón tiếp, kiểm soát địa bàn, tuần tra canh gác, theo dõi chăm sóc y tế. Đồng thời động viên các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bí thư huyện ủy Lê Tấn Trung cũng gửi lời thăm hỏi động viên các trường hợp đang phải cách ly tập trung, yên tâm thực hiện tốt việc cách ly để phòng ngừa dịch bệnh về sức khỏe chính bản thân và cộng đồng. Dịp này, mặt trận và các hội đoàn thể huyện Quế Sơn đã tặng quà và mặt nạ phòng chống dịch cho lực lượng làm nhiệm vụ tại hai khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, để chung tay phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tuổi trẻ huyện Quế Sơn đã tích cực chủ động triển khai nhiều biện pháp cụ thể thiết thực nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Phóng sự được thực hiện sau đây. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đoàn thanh niên thị trấn Hương An đã triển khai cách làm mới, đó là may khẩu trang vải để tặng miễn phí cho người dân. Với tinh thần hăng hái trách nhiệm, tuổi trẻ địa phương bắt tay ngay vào công việc và phân công các thành viên đến tiệm may, sạp vải ở chợ để vận động xin vải, chuẩn bị máy may, mua chỉ khâu và các nguyên liệu khác. Từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, các thành viên đã may được hơn 600 khẩu trang tặng người dân Ngoài việc may khẩu trang, từ nguồn vận động xã hội hóa và nguồn kinh phí hỗ trợ của chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên Thị trấn Hương An cũng đã phối hợp với Mặt trận và các hộ đoàn thể mua cấp phát 3.500 tờ rơi, dán 50 pano, tặng 500 hộp xà phòng lai cho người dân trên địa bàn. Tôi thấy tuổi trẻ Hương An làm việc rất là có ý nghĩa, như tình hình hiện nay dịch bệnh rất là phức tạp và phát khẩu trang xà phòng tờ rơi đến với gia đình tôi và cộng đồng để chung tay phòng chống dịch tốt hơn. Ở tuổi trẻ cư ngon với tinh thần là sức trẻ tình nguyện xung kích sáng tổ đã thực hiện rất nhiều các công trình có phần việc của thanh niên như mai và cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân in tờ rơi tuyên truyền và cấp phát xà phòng miễn phí hướng dẫn người dân khơi bố y tế tự nguyện trên ứng dụng ncov đồng thời um, chữa trải hương ngon cũng đã phối hợp với mặt trận và các hội đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội là thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền hướng dẫn cho người dân về nhận biết cách thức phòng chống bệnh dịch covid 19 góp phần chung tay đẩy lùi bệnh dịch phát huy tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Trong tháng 3, Quyền Đoàn Quế Sơn đã chủ động chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn trong huyện tập trung tuyên truyền và triển khai những việc làm cụ thể thiết thực trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Từ đó phong trào tặng khẩu trang xà phòng, dung dịch sát khuẩn, làm mặt nạ chống dịch, phát tờ rơi, gắn pano tuyên truyền phòng chống dịch ngày càng lan tỏa và được các cơ sở Đoàn trong huyện hưởng ứng tích cực với tinh thần sung kích tình nguyện, màu áo xanh luôn có mặt tại các chợ, khu dân cư, nhà máy để giúp người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phòng chống dịch bệnh. Trước tình hình của dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, thì cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn huyện cũng đã sáng tạo, linh hoạt tổ chức nhiều các hoạt động phần việc thiết thực và hiệu quả cùng với các cấp các ngành ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 cụ thể như cũng đã là tập trung cho cái công tác tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên cũng như là nhân dân về cái tình hình của dịch bệnh cũng như là các cái cách phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng. tổ chức phát hơn 10.000 tờ rơi, hơn 500 banner tuyên truyền tại các cái điểm công cộng mà tập trung đông người. vận động các cái nguồn lực cũng như là tổ chức cho đoàn viên thanh niên mai hơn 15.000 khẩu trang, tặng hơn 10.000 chai nước sát khuẩn làm hơn 500 cái mặt nạ chống giọt bắn để tặng cho nhân dân cũng như là các cái cán bộ chiến sĩ y bác sĩ đang công tác làm việc tại các khu cách ly cũng như là các cái chốt kiểm soát trên địa bàn huyện. Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Quyết sơn đã nhanh chóng hướng vào vấn đề xã hội đang cần, những việc làm này đã thể hiện tinh thần xung kích đồng hành cùng người dân trong chăm sóc bảo vệ sức khỏe phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 4, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn Nguyễn Văn Thắng cùng đại diện lãnh đạo ngành y tế huyện đã đi kiểm tra giám sát thực tế việc thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú đối với những công dân trở về từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch trên cả nước tại các xã thị trấn trong huyện qua kiểm tra các công dân khi trở về địa phương đều thực hiện khai báo y tế và cách ly tại nhà 14 ngày theo đúng cam kết dưới sự theo dõi giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương, thực hiện đo thân nhiệt hàng ngày, ghi vào sổ theo dõi. Hiện tại các công dân đang cách ly có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện của nhiễm bệnh COVID-19 lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đã hỏi thăm tình hình sức khỏe, đồng thời động viên các công dân an tâm tư tưởng, thực hiện tốt việc cách ly, lưu ý những người thân trong gia đình thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay giữ vệ sinh cá nhân, hạn chế tối đa ra khỏi nhà nhằm phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Để ngăn ngừa đẩy lùi dịch bệnh covid-19, các hộ đoàn thể của thị trấn Đông Phú phần công cán bộ hội viên túc trực xịt dung dịch sát khuẩn cho người dân rửa tay trước khi ra vào chợ. Đồng thời phát khẩu trang miễn phí và nhắc nhở người dân vào chợ phải đeo khẩu trang để phòng lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Được biết để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các khu chợ, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương liên quan có kế hoạch giãn mật độ buôn bán tại các chợ, đảm bảo dung dịch sát khuẩn để mọi người đến chợ phải sát khuẩn và yêu cầu tất cả mọi người đến chợ phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm virus. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có chỉ thị số 15, chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Quyền Quyết Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tạm dừng các hoạt động hội hộp, tập trung đông người và các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng theo quy định. Trước đây, các quán gà tre khu vực đèo le ở xã Quế Long thường rất đông người đến ăn uống, giải trí. Nhưng hiện nay, nhiều hàng quán đã treo bản tạm dừng buôn bán. Một số quán khác thì chỉ bán cho từ cách đem về hoặc giao hàng tận nơi cho người có nhu cầu. Dù việc kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng không nhỏ, nhưng các chủ quán gà tre trên địa bàn xã Quế Long nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định không tập trung đông người trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. À chủ trương à, chính à, của chính phủ về dịch à, phòng bệnh à, COVID-19. À quán chúng tôi không bán à, tập trung tại chỗ, à, chỉ có ship đây và À, lượng khách cũng cũng dỗm nhưng mà cũng đổn bổ ra sức khỏe cho cộng đồng hiện nay trên địa bàn thì có khoảng là 15 cái quán gà tre thì hiện nay là chủ yếu là tổ chức cái hình thức là bán mang về các cái đám cưới thì hiện nay là đều là tầm hoãn qua thời gian dịch thì sẽ tổ chức lại thì như vậy thì cái việc tổ chức tiên tiền đối với lại cái chỉ thị 16 thì nó đang tổ chức thực hiện rất là tốt trên địa bàn xã Quế Lam góp phần là bảo vệ sức khỏe của mỗi người dân cũng như bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Còn tại khu vực thị trấn Đông Phú, các hoạt động kinh doanh dịch vụ công cộng cũng trở nên vắng lặng. Từ quán pizza, dịch vụ internet, quán karaoke đến hồ bơi đều tạm dừng hoạt động. Các quán cà phê, quán giải khát, quán ăn cũng đóng cửa hoặc chỉ bán cho khách đem về để hạn chế tối đa việc tập trung đông người. Tại các khu công viên bờ hồ ở trung tâm huyện, người dân cũng không còn tụ tập vui chơi giải trí với tinh thần không một ai đứng ngồi cuộc, cả người dân và các chủ quán kinh doanh dịch vụ đã thể hiện ý thức tự giác, triệt để chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 nơi công cộng. Thì căn cứ có cái văn bản chỉ đạo cũng như hướng dẫn của tỉnh và của trung ương, đặc biệt là qua hai chỉ thị số 15 và số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì ban chỉ đạo của huyện đã tiến hành thành lập nhiều tổ công tác, trong đó có tổ công tác tuyên truyền để kịp thời hướng dẫn chỉ đạo cho các xã thị trấn kịp thời cùng với cả hệ thống chính trị vô cục để tuyên truyền vận động bà con nhân dân là không tổ chức có cái hoạt động đông người có cái hoạt động kinh doanh mang tính số đông thì cũng tạm thời là dừng lại. Thì sau thời gian tuần tra canh gác và tuyên truyền vận động thì cho đến nay thì đa số những người dân đều chấp hành tốt mọi cái tiên truyền vận động của ban chỉ đạo cấp xã và cấp huyện và tình hình dịch bệnh trên địa bàn của huyện thì cơ bản không có gì là phức tạp. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang được kiểm soát tốt. Mọi người dân cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đất nước, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình truyền hình Quyết Sơn phát trên sóng Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung chương trình này trong tháng 5 năm 2020 trên trang địa phương Đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thân ái chào tạm biệt.